Tới bước 4, lập phần xương bụng. Đầu tiên thì anh em sẽ lật dao lại đi một đường, rồi thuận dao lại lập phần xương bụng ra như trong clip Hoshi hướng dẫn vậy nè. Bước 5 thì mình cắt cái đường gân máu đi, rồi dùng dao sashimi lóc tách cái phần da và thịt cá ra. Cả nhà tập trung xem Hoshi làm cái đoạn này là sẽ hiểu nha. Phi lóc là một kỹ thuật mà trong nghề bếp hay dùng, đặc biệt là bếp Nhật sẽ lóc tách phần thịt và da ra khỏi nhau, giúp cho miếng thịt thêm hoàn hảo và tinh tế. Chỗ đây cũng còn có xíu gân thôi nhưng mà Hoshi cũng cắt ra nè. Đó, phần mỡ vây thì Hoshi cũng cắt ra luôn. Xong bước 6 rồi thì mình sẽ qua bước 7 làng mỏng cá ra thôi. Kỹ năng này thì các bạn cần phải luyện nhiều, luyện càng ngày càng nhiều thì miếng cá của mình cắt ra sẽ càng ngày càng được mỏng. Cắt lạc mỏng ra xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành tới bước 8. Hoshi sẽ hướng dẫn cho anh em kỹ năng decor trang trí. Cái bước này thì thiệt tình là cũng rất chỉ là dễ luôn. Anh em cứ xem rồi làm theo y chang trong clip Hoshi hướng dẫn là được. Nói chứ trong bếp Nhật cái bước này rất là quan trọng, giúp cho việc tôn vinh và làm cho món ăn giá trị hơn, biến một con cá bình thường trở thành một con cá cảnh thật đẹp. Rồi trang trí lên đây một vài cái bông hoa có màu sắc rực rỡ, nho nhỏ và dễ thương.